Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư ngày 10 tháng 1 năm 2024. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, một cái thông tin buồn cho hàng trăm triệu người dân Mỹ và đất nước Mỹ, đó là chúng ta, người dân Mỹ, những ai đang sống trong cái đất nước Mỹ phải trả giá cao cho quần áo, giày dép và đồ điện tử vì cái nguyên nhân sau đây. Chút xíu nữa quý vị sẽ bật ngửa với cái lý do này. Nội dung thứ hai, dùng Trung Đông, Biển Đỏ chính thức nóng lên và dậy sóng, xung đột ở nơi này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và nó sẽ ảnh hưởng tới cả nhân loại chúng ta, đặc biệt là phương trời Tây, châu Âu và Mỹ quý vị nha. Và nội dung cuối cùng liên quan tới chú Buri, vào ngày hôm qua chú ta chính thức đau đớn thừa nhận là sẽ trả đũa cảnh báo đanh thép. Vì sao? Trong 72 tiếng đồng hồ vừa qua, lãnh thổ chúng ta bị quánh tơi tả tả tơi. Rồi, đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel, cũng như bà con nào chưa nhấn nút đăng ký, please nhấn nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nha. Have a good day. Sau đây em sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình ở châu Âu, đặc biệt là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thì trong suốt 72 tiếng đồng hồ vừa qua, quân đội Ukraine đã đột kích và đã xâm nhập vào lãnh thổ chú Buri, tấn công rầm rộ vào bán đảo Crimea và những cái thành phố sát biên giới với Ukraine, ok, đã làm cho Su-34 của chú Nga rơi như rạ và quân đội Nga bị quánh tả tơi trong 72 tiếng đồng hồ vừa qua. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chú Buri sẽ làm gì đây? Đây, vào ngày hôm qua, một buổi chiều đẹp trời tại Moscow, Điện Kremlin, người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo là chú Buri sẽ làm mọi cách để loại bỏ những cái mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ của chú ta, ok? Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách để mà giảm mối đe dọa và loại bỏ những cái mối đe dọa này hoàn toàn. Tức là hiện tại bây giờ, chú Buri bị ăn miếng trả miếng, chú quánh rầm rộ vào đất nước Ukraine, ok, bằng quả lực, bằng quả tiễn, bằng tên lửa, bằng máy bay không người lái, vân 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 vân. Và bây giờ lãnh thổ của chú ta cũng chính thức bị nhân quả, tức là chú làm người ta như thế nào, chú bị y hệt như vậy quý vị. Nhân quả thì nó không chừa một ai đâu quý vị, nó có thể đến sớm và có thể đến ngay lập tức. Và chú Buri, hình ảnh của chú ta bây giờ là đang bị nhân quả ngay lập tức. Và vào ngày hôm qua, chú ta nói là sẽ chơi tới cùng và sẽ chơi những gì mà chú ta có thể cả luôn cái hạt nhân đó quý vị ơi. Đây là một cái cảnh báo cứng rắn và đanh thép từ chú Buri. Có thể là chú ta sẽ chơi xả láng sáng về sớm, tại vì chú ta đã từng hù dọa nếu ai quánh vào lãnh thổ chú ta sẽ sống chết. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái vùng Trung Đông, đặc biệt là Biển Đỏ. Và nếu cái điều này nó xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả cái phương trời Tây. Phương trời Tây, ok, nhớ kỹ nha, tức là phương trời Tây là gồm có châu Âu và Mỹ đó quý vị. Đây quý vị nghe kỹ, thì trong suốt mấy tuần lễ vừa qua, cái vùng Biển Đỏ nó đã dậy sóng vì sau khi mà Israel nó tấn công, nó quánh Hamas, thì cái tụi Houthi này nó cũng quậy tưng bừng khói lửa trên cái vùng Biển Đỏ. Mà cái vùng Biển Đỏ này là một cái con đường giao thông biển, ok, một cái con đường biển mà rất là quan trọng để giao hàng hóa từ châu Á qua bên phía bên đây, ok, là châu Âu và Mỹ, vân vân và vân vân. Độc nhất vô nhị chỉ có cái con đường này thôi. Mà bây giờ cái tội Houthi nó quánh bất cứ tàu thuyền nào trên cái vùng Biển Đỏ này, nó quánh tả tơi tơi tả cả luôn Mỹ, Pháp, Anh gì, nó quánh tưng bừng khói lửa cả luôn những cái tàu mà chở hàng hóa cũng vậy. Cho nên làm cho cái nguy cơ khủng hoảng hàng hóa trên cái quả địa cầu này, đặc biệt là phương Tây, Mỹ, vân vân và vân vân. Thì vào ngày hôm qua, cái tội Houthi nó đã tung ra những cái máy bay không người lái là điều thứ nhất, xuồng cảm tử là điều thứ hai, quả tiễn là điều thứ ba, nó thuộc bất cứ một cái tàu thuyền nào, làm cho bây giờ không ai giao hàng hóa được qua phía bên này. Và bây giờ cái vùng biển này nó có nguy cơ xung đột lan rộng ra khắp cả cái vùng Trung Đông, tại vì Mỹ đã tụ họp lại được 20 đàn em và sẵn sàng đối mặt và quánh nhau với cái tụi này. Nó nôm na là như vậy,
cả luôn Iran nó cũng đã điều tàu chiến vào cái nơi này để nó binh đàn em của nó là cái tụi Houthi. Tại vì Iran đứng sau luôn những cái nhóm kháng chiến Hồi giáo này nha quý vị. Cho nên hy vọng là cái cuộc xung đột ở đây nó được có lan rộng ra. Tại vì nó lan rộng ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả cái quả địa cầu chúng ta. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, trở ngược lại đất nước Mỹ. Đặc biệt là người dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đây. Tại sao ảnh hưởng? Đây quý vị nghe kỹ nha. Vào ngày hôm qua tại thủ đô Washington DC, chính quyền của chú Bảy, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới vừa cảnh báo là người dân Mỹ đang đối mặt với cái chuyện giá cả leo thang. Giá cả leo thang này nó không phải là vì lạm phát, vì kinh tế sụp đổ, mà nó là vì chiến tranh tại cái vùng biển đỏ. Ok, đây. Việc vận chuyển hàng hóa bị chậm trễ do những cái cuộc giao tranh trên biển đỏ có thể làm cho giày dép, quần áo, đồ điện tử từ châu Á nhập cảng vô Mỹ tăng giá cao. Cho nên chính quyền của chú Bảy cảnh báo người dân Mỹ là sẵn sàng tiền bạc đi, sẵn sàng tinh thần đi để mà đối mặt với cái chuyện giá cả leo thang. Cũng giống như tôi này mới vừa nói, cái biển đỏ nó đang dậy sóng và nó là một cái con đường độc nhất vô nhị từ châu Á qua châu Âu qua Mỹ để mà vận chuyển hàng hóa. Bây giờ cái tụi Houthi này nó quánh vào cái con đường này, nó cản con đường này, nó quẩy ở nơi này, không ai đi qua đi lại được, không giao hàng hóa được. Thì dĩ nhiên khi mà nó khan hiếm thì vật giá nó sẽ leo thang. Và đó là cái điều mà sắp xảy ra trên cái đất nước Mỹ này. Quần áo, giày dép và đồ điện tử, những cái món này nó từ châu Á nó chuyển qua bên đây, mà bây giờ nó không chuyển được thì dĩ nhiên quý vị suy nghĩ coi, nó sẽ giá cao. Và ai bị ảnh hưởng? Đó là người dân Mỹ, những ai đang sống trong cái đất nước Mỹ này. Khi quý vị trả tiền, ví dụ một bộ quần áo có 10 đô, bây giờ phải trả 15, 20, 30 đô. Đó, nó là như vậy. Thì đây cũng là một cái thông tin buồn cho người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Không biết là chính quyền của chú Bảy sẽ giải quyết cái chuyện này như thế nào. Không biết chính quyền của chú Bảy có cứng rắn để giải quyết cái chuyện này hay không. Một cái nhóm kháng chiến Hồi giáo nho nhỏ như vậy mà Mỹ cũng không giải quyết xong thì làm sao mà chính quyền chú Bảy đòi làm đàn anh trên cái quả địa cầu này. Quý vị thấy đúng hay sai? Quý vị thấy đúng hay sai? Một cái việc nho nhỏ, những cái nhóm kháng chiến này mà không quánh tụi nó tơi tả tơi được thì làm sao mà làm đàn anh trên cái quả địa cầu này? Rõ ràng chưa? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Quý vị thấy có thằng nào, con nào, có nhóm nào mà dám vô cái vùng biển Trung gì á, biển Đông gì của mà gần gần chỗ Trung Cộng nó quậy hay không? Trung Cộng nó quánh cho lòi bản họng. Ok, đúng không? Rõ ràng chưa? Thấy có cái nhóm kháng chiến Hồi giáo nào mà dám vô vùng biển của Trung Cộng mà quậy không? Không, đúng không? Tại vì nó sợ Trung Cộng. Còn Mỹ bây giờ dưới cái thời chú Bảy thì chẳng có một cái quốc gia nào nó sợ, chẳng có một nhóm kháng chiến nào nó sợ, chẳng có một con ma nào nó sợ. Tại vì sao? Vì người tổng tư lệnh chẳng có đủ khả năng để lãnh đạo cái quả địa cầu này. Không có đủ khả năng lãnh đạo nước Mỹ, nó làm sao mà đủ khả năng lãnh đạo cái quả địa cầu này. Cho nên chúng ta là người bị ảnh hưởng nặng nề đó quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ tư, tôi được cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình chiến sự ở châu Âu, Trung Đông và nước Mỹ. Tôi được cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem nha. Have a good day. Thank you.